Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái cành mai để trưng Tết giống như thế này. Ở đây, trước tiên các bạn sẽ móc cho mình cái bông hoa. Sau đó là cái búp màu vàng. Kế đến là cái búp màu xanh. Sau cùng là cái lá. Trước tiên, chúng ta sẽ móc cái hoa mai 5 cánh. Để bắt đầu, các bạn tạo cho mình một cái vòng chỉ ma thuật. Ở cái hàng đầu tiên, các bạn móc lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ lấy chỉ ra khỏi cái ngón tay. Và các bạn sẽ để ý cho mình, chúng ta sẽ móc cái dây ở phía sau. Các bạn sẽ để ý. Chúng ta sẽ để ý, đây là cái dây thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng ta sẽ đâm kim kéo chỉ vô ba cái dây mà mình đã vừa chỉ. Một, hai, ba. Sau đó, chúng ta sẽ kéo kim lần lượt qua hai cái sợi dây. Một, hai, ba. Chúng ta đã xong được cái hàng thứ nhất. Ở cái hàng thứ hai, các bạn móc lên hai bính. Sau đó chúng ta sẽ móc vô bốn cái chân móc tương đương với bốn vòng chỉ. Các bạn sẽ thấy bốn cái chân móc thì chúng ta sẽ đâm kim kéo chỉ vô cái chân móc thứ nhất. Thứ hai. Tiếp tục cái chân thứ ba. Sau cùng là cái chân thứ tư. Sau đó chúng ta sẽ kéo kim lần lượt qua hai cái vòng chỉ. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau cùng lần thứ tư. Chúng ta đã xong cái hàng thứ hai. Ở cái hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình một mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi dời vô cái chân móc đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim kéo chỉ vô ba cái chân móc kế bên. Các bạn đâm kim kéo chỉ chân móc thứ nhất, thứ hai, cái chân thứ ba. Sau đó chúng ta sẽ kéo kim lần lượt qua hai vòng chỉ ba lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta đã xong hàng thứ ba. Ở hàng thứ tư, chúng ta sẽ móc mũi dời
Các bạn sẽ bỏ cái chân móc thứ nhất đi. Chúng ta móc mũi dời vô cái chân thứ hai. Các bạn bỏ cái chân này, móc vô cái chân kế bên này một mũi dời đầu tiên. Tiếp tục mũi dời thứ hai vô cái chân kế bên. Mũi dời thứ ba vào cái chân tiếp theo. Và cái mũi dời thứ tư, các bạn sẽ móc xuống cái vòng chỉ. Như thế là chúng ta đã có được cái cánh hoa đầu tiên. Từ cái cánh hoa thứ hai cho tới cái cánh hoa thứ năm, các bạn chỉ móc lên 5 mũi bính thôi. 1 2 3 4 5. Sau đó chúng ta cũng sẽ móc vô cái dây móc ở phía trong. Các bạn sẽ kéo kim lần lượt qua 3 cái chân móc. Các bạn sẽ thấy 1 2 3 ba cái chân móc này. Chúng ta đâm kim kéo chỉ vô cái chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sau đó chúng ta sẽ xoay kim kéo chỉ qua hai vòng chỉ, tất cả là 3 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta có được cái hàng đầu tiên. Ở hàng thứ hai, chúng ta móc lên 2 bính. Sau đó chúng ta đâm kim xuống 4 cái chân móc. Các bạn thấy chân móc thứ nhất, chân móc thứ hai, chân móc thứ ba, chân móc thứ tư. Chúng ta lần lượt đâm kim kéo chỉ 4 lần. 1 2 3 4. Sau đó chúng ta cũng kéo kim lần lượt qua hai vòng chỉ, tất cả là 4 lần. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta xong hàng thứ hai. Ở hàng thứ ba, các bạn móc lên 1 bính. Chúng ta móc 1 mũi dời vô cái chân móc đầu tiên. Sau đó chúng ta xoay kim kéo chỉ lần lượt vô 3 cái chân móc kế bên. Chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Các bạn cũng xoay kim kéo chỉ qua hai vòng chỉ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Ở cái hàng thứ tư, các bạn sẽ bỏ cái chân móc thứ nhất đi, móc lần lượt 4 mũi dời từ cái chân móc thứ hai. Chúng ta móc cho mình mũi dời thứ nhất, mũi dời thứ hai, mũi dời thứ ba. Sau cùng mũi dời thứ tư, các bạn móc xuống cái phải sợi dây ở phía dưới. Chúng ta đã có được cái cánh hoa thứ hai. Từ cái cánh hoa thứ ba, các bạn móc giống như cánh hoa thứ hai. Các bạn sẽ móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Sau đó chúng ta sẽ móc vô
cái sợi dây ở phía sau. Các bạn cũng sẽ đâm kim vô ba cái chân móc, kéo chỉ lên, tất cả là 3 lần. Các bạn đâm kim vô cái chân móc thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Sau đó chúng ta xoay kim kéo chỉ qua hai vòng chỉ. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Tiếp tục hàng thứ hai. Các bạn móc hai bính. Sau đó chúng ta đâm kim kéo chỉ vô bốn cái chân móc. Các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc thứ nhất. Chân móc thứ hai. Chân móc thứ ba. Tiếp tục chân móc thứ tư. Sau đó chúng ta kéo kim qua hai vòng chỉ, tất cả 4 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Tiếp tục ở cái hàng thứ ba, các bạn móc lên một bính. Sau đó là một mũi dời vô cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục chúng ta đâm kim kéo chỉ vô ba cái chân móc kế bên. Chân móc thứ nhất. Thứ hai. Cái chân móc thứ ba. Sau đó chúng ta kéo kim qua hai vòng chỉ. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Ở hàng thứ tư, các bạn bỏ cái chân thứ nhất đi, móc từ cái chân thứ hai lần lượt 4 mũi dời. Mũi dời thứ nhất. Mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba. Tiếp tục. Mũi dời thứ tư. Các bạn sẽ móc xuống cái sợi dây ở phía dưới này. Tiếp tục, hai cái cánh hoa còn lại, các bạn cũng sẽ móc giống như cái cánh thứ hai và thứ ba. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong cánh hoa sau cùng, cánh hoa thứ năm rồi. Các bạn sẽ cắt cái bỏ cái chỉ thừa đi. Sau khi đã có được cái bông hoa, chúng ta sẽ bắt đầu tạo hình. Ở đây, mình dùng một cái miếng giấy nhúng màu cam để làm cái phần cái nhụy. Nếu như các bạn không có giấy nhúng, chúng ta có thể dùng cái nhụy mà người ta bán sẵn hoặc là cái chỉ màu cam để chúng ta tạo hình cái nhụy cũng được. Các bạn sẽ chia cái phần cái giấy nhúng này ra làm 5 phần, tương đương với 5 cái nhụy. Các bạn sẽ chà nó lại cho cái giấy nhúng chúng ta nó có cái độ mềm. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái sợi dây kẽm, các bạn bẻ là một cái đầu. Chúng ta sẽ dùng cái súng bắn keo. Chúng ta sẽ dán cái phần cái nhụy vô cái sợi dây kẽm. Sau khi đã có được cái nhụy rồi, các bạn sẽ luồn cái nhụy vào cái phần cái cánh hoa mà chúng ta vừa móc.
Các bạn sẽ dùng cái sợi chỉ màu xanh để chúng ta sẽ quấn cái cánh hoa vô cái sợi kẽm. Các bạn sẽ để ý chúng ta vừa quấn, chúng ta vừa tạo hình cái cánh hoa cho nó đẹp. Chúng ta chỉ cần quấn một cái đoạn khoảng 4 đến 5 cm thôi. Tại vì lát nữa chúng ta sẽ tạo hình một cái chùm bông hoa. Chúng ta không cần quấn nhiều. Như thế là lúc này chúng ta đã có được một cái bông hoa 5 cánh. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái sợi tằm, cái cây tằm để chúng ta sẽ dán từng cái nhụy vô cái cánh. Giống như lúc nãy mình nói, nếu như các bạn có cái chỉ len màu cam thì chúng ta cứ kết vô, chúng ta không cần phải dùng cái giấy nhúng giống như mình. Tại vì cái len màu cam mình đã hết cái len nhỏ rồi, nên ở đây mình dùng cái giấy nhúng để tạo hình cái phần cái nhụy. Mình đã thử cái loại cái nhụy hoa mà ở trên Shopee bán sẵn, nhưng mình thấy cái này nó sẽ đẹp hơn nên mình sử dụng cái này. Còn tùy các bạn, nếu các bạn thấy cái này làm nó lâu thì chúng ta dùng cái nhụy hoa có sẵn cũng được. Sau khi đã có được cái bông hoa 5 cánh rồi, tiếp tục chúng ta móc tiếp đến cái nhụy màu vàng. Trước tiên, chúng ta sẽ móc cái phần cái chỉ màu vàng trước. Các bạn tạo cho mình một cái vòng chỉ ma thuật. Sau đó chúng ta lấy cái chỉ ra khỏi cái đầu ngón tay. Các bạn móc lên cho mình hai bính. Sau đó chúng ta móc hai mũi nửa kép xuống cái vòng chỉ này. Mũi thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Tiếp tục là một bính. Các bạn luồn kim xuống dưới ba cái vòng chỉ này. Hai cái vòng chỉ cũng được. Chúng ta kéo qua một mũi dời. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp một mũi nửa kép. Các bạn sẽ thấy đây là cái dây móc thứ nhất. Chúng ta sẽ móc một mũi dời vào cái dây thứ hai. Chúng ta kéo chỉ thêm một lần nữa, rồi cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Các bạn sẽ rút chặt cái chỉ phía dưới. Như thế là lúc này chúng ta đã có được cái phần cái nhụy màu, cái búp màu vàng rồi. Tiếp tục, các bạn móc tiếp đến cái phần cái lá màu xanh. Trước tiên, các bạn cũng tạo một cái vòng chỉ ma thuật. Chúng ta lấy chỉ ra khỏi đầu ngón tay. Sau đó chúng ta sẽ móc hai bính. Một, hai. Kế đến là một mũi nửa kép.
là 2 bính 1 mũi dời xuống cái sợi dây. Các bạn lặp lại thêm một lần nữa. Trước tiên là 2 bính 1 nửa kép. Kế đến là 2 bính 1 mũi dời. Sau đó chúng ta kéo thêm một lần nữa, rồi các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Chúng ta chưa, cái đoạn chỉ này nó hơi dài chút xíu. Chúng ta sẽ dùng một cái sợi kẽm, các bạn cũng sẽ bẻ cong một cái đầu. Sau đó chúng ta luồn vô cái phần cái búp màu vàng. Chúng ta sẽ luồn cái búp màu vàng vô cái phần cái lá màu xanh này. Ở đây mình sẽ dùng cái súng bắn keo để mình cố định hai cái lá vô cái búp. Sau đó các bạn sẽ quấn cái sợi chỉ màu xanh đi vào cái phần cái thân của cái búp. Các bạn cũng quấn cho mình một đoạn tầm khoảng 4 cm đến 5 cm là được. Cái nhánh hoa mai này thì thật sự nó móc nó hơi có công phu xíu thôi, nhưng mà khi mà cái sản phẩm thành phẩm thì rất là đẹp. Cái cách móc cái bông hoa thì nó hơi phức tạp đối với những bạn mới bắt đầu, nhưng mà cái hoa như vậy nó nhìn thấy cái cách nó thật hơn là những cái cách móc khác. Chúng ta đã có được cái búp màu vàng rồi, tiếp tục đến cái búp màu xanh. Để móc cái búp màu xanh, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc xích. Một, hai, ba. Sau đó các bạn móc 2 mũi nửa kép cùng một chân móc vô cái chân đầu tiên này. Mũi thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Tiếp tục. Chúng ta móc tiếp lên 3 bính. Sau đó các bạn cũng sẽ móc 2 mũi nửa kép cùng chân móc vô cái chân đầu tiên này. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Và một mũi dời để ráp hai cái phần cái cánh này lại để tạo thành một cái búp. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Chúng ta cũng chừa một cái đoạn chỉ dài. Sau đó các bạn cũng dùng một cái đoạn kẽm uốn cong một đầu. Chúng ta luồn vô cái búp. Sau đó chúng ta sẽ quấn cái phần cái thân búp vô cái sợi dây kẽm. Như thế là chúng ta đã có được cái búp màu xanh. Tiếp tục đến cái phần cái lá. Để móc cái lá,
Trước tiên các bạn móc cho mình 11 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Sau khi đã có được 11 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ móc cái lá chúng ta vừa móc vừa luồn kẽm luôn. Các bạn bỏ cái chân móc thứ nhất đi, móc vô chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chúng ta đánh dấu lại. Sau đó là 3 mũi nữa kép vô 3 cái chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi nữa kép thứ ba. Tiếp tục là 4 mũi móc kép vô 4 chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Sau đó là một mũi nữa kép vô cái chân móc kế bên. Tiếp tục ở cái chân móc sau cùng này, các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục là hai bính, hai mũi đơn cùng chân với hai mũi móc đơn vừa móc. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Chúng ta sẽ tạo hình cái sợi dây kẽm luôn, chúng ta bẻ nó lại. Sau đó các bạn móc một mũi nữa kép vô cái chân móc kế bên. Tiếp tục là 4 kép vào 4 chân móc tiếp theo. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Sau đó là 3 mũi nữa kép vào 3 chân móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi nữa kép thứ hai. Mũi nữa kép thứ ba. Trong móc cuối cùng,
các bạn móc một mũi móc đơn. Sau đó là một mũi dời vô cái mũi móc đơn mà chúng ta đánh dấu lúc mới bắt đầu. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Sau đó chúng ta quấn cái chỉ thừa vô cái sợi dây kẽm. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái lá. Ở đây các bạn móc cho mình khoảng 30 cái bông hoa, 25 cái búp màu vàng, 20 cái búp xanh và tầm 20 cái lá. Sau khi đã có được cái phần cái hoa, cái búp, cái lá rồi, chúng ta tạo hình một cái chùm hoa. Như thế là chúng ta đã có một cái chùm hoa rồi. Chúng ta tạo hình đến cái phần cái cây. Ở đây mình sẽ dùng cái giấy nhúng để mình tạo hình. Nếu các bạn không có giấy nhúng, chúng ta dùng giấy báo cũng được. Chúng ta sẽ quấn cái giấy nhúng vô cái sợi dây kẽm. Thank you.
chúng ta đã có được một cái nhánh cây lớn. Các bạn tạo thêm 5 cái nhánh cây nhỏ. Sau khi đã có được 4 cái nhánh cây lớn rồi, các bạn sẽ gom nó lại để tạo thành cái phần cái thân cây. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa có được cái phần cái thân cây với 4 cái nhánh. Sau đó các bạn sẽ gắn cái chùm hoa lên cái thân cây. Ở đây mình dùng cái chỉ màu nâu để mình quấn. Chúng ta thì cứ quấn. Các bạn có thể dùng cái súng bắn keo, chúng ta dán một ít keo nến lên cho cái chùm hoa nó dính vô cái phần cái thân cây. Chúng ta sẽ vừa quấn vừa canh chỉnh làm sao cho cái hoa của mình nó sẽ đẹp nhất thì được. Các bạn quấn cho hết. Và như thế là chúng ta đã vừa có được một cái nhánh hoa mai hoàn chỉnh.